think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out. Something funny's going on in my house. Yeah, it's time to think of maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, need the new sound. Hang up my heart, let it air out. I've been searching, what does that mean? Hey, I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me. I'm not perfect. Looking at the views like this concern. Picking up the cues right, I'm quite nervous. And you wanna lose sight, life gets blurry. Things might hurt me, it's probably gonna be a long journey, but... Doesn't mean much though, you know, lines, we've all got something in between.
Thank you.
2B, 4B, 8B. Đây nè. Bút chì này nó có than nhiều. Cho nên là cái độ đen của nó đậm hơn. Nhưng mà đi khi đi thì nó sẽ để lại cái vết vành sọc rất là lớn. Hàng đây nó khác nhau nè. Đúng rồi. Thằng này á, thằng này là than nhiều nè. Thằng này là ít than nè. Thằng xanh là ít than. Thằng xanh là thông dụng, còn thằng này á, là dành cho những người mà vẽ chì với vẽ mà than bột á, sử dụng quen với than bột á thì sử dụng thằng này. Thì cái độ lì giữa của bút chì thằng này nó không bằng thằng đen, nó không bằng thằng xanh. Thằng này nó đi theo vết bệt, còn thằng này là đi là mềm. Thấy không? Hai này khác nhau. Cho nên mà thí dụ vẽ nhanh á, dành cho artwork mà thể loại vẽ nhanh, phác họa nhanh để tăng độ đậm nhạt liên tục thì họ thích sử dụng thằng đen hơn. Thằng đen nó cũng giống như thằng Rafi, chì Rafa đó, nhưng mà chì Rafa thì nó không đen bằng thằng này. Còn thằng này nó mềm, dành cho những cái trường hợp mà vẽ bắt thảo, muốn đi đậm thì phải đi nhiều lớp, mà cái độ chì thì nó sẽ liền với nhau. Ví dụ như thế này đây nè, lấy hai thằng 2B như nhau đây. Đây là hai thằng 2B nè. Nên nó có đầu trong nè, còn thằng này là nó khác nè. Nó bể nhiều hơn, thấy không? Chì mà được nhiều người trong lớp sử dụng nhiều hơn, chì mà đang nhiều lớp nhiều hơn là thằng này, là phải đang nhiều lớp, nó đậm một cách từ từ. Còn thằng này là không cần đa nhiều lớp, đi độ đậm nó rất là nhanh, nó hiện sọc đường chì rất là rõ. Giống như đây nè, thấy không, nó hiện sọc đường chì nè. Đó, giống như cái chỗ này nè, đó, nó hiện sọc đường chì lớn hơn. Vì trong này là than không à, than nó nhiều hơn thằng này. Còn này là trong lượng này nó có keo với lượng mà sắt nhiều hơn, đâm lên nó làm mềm cái nét chì. Còn này là than không, than nhiều hơn. Cho nên là tỷ lệ ăn của nó là ăn than chứ không phải là ăn cái nghiêng chất liệu chì nữa. Rồi, hôm nay vậy nè. Bye bye anh em. Chúc anh em buổi tối ngủ ngon.